Uống rượu trong đám dỗ buổi trưa, tối đi làm vẫn bị phạt vì nồng độ cồn. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ra quân tổng kiểm tra nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Theo ghi nhận, tối ngày 7 tháng 10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an phường đã đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát nồng độ cồn, ma túy trên địa bàn toàn thành phố. Thực hiện kế hoạch, hàng đêm, lực lượng Công an thành phố Buôn Ma Thuột bố trí 3 tổ tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến phố để xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Trong đêm ngày 7 tháng 10, 3 tổ công tác được bố trí chốt trên đường Phan Chu Trinh, Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn, thực hiện nhiều nhiệm vụ và đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp ô tô xe máy vi phạm. Một xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,087mg trên 1 lít bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng. Lái xe giãi bày, trưa nay gia đình có cỗ, chỉ uống vài ly nhưng không ngờ đến tối đi làm vẫn bị phạt. Theo Công an thành phố Buôn Ma Thuột, trong ngày đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp kiểm tra 1.204 phương tiện, phát hiện 59 trường hợp vi phạm, tạm giữ 47 phương tiện, trong đó có 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 17 trường hợp vi phạm khác.